Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu có đông dân số nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dân cư là cán bộ, công chức viên chức và người thu nhập thấp chưa có nhà ở khoảng hơn 50.000 người, cũng đông nhất tỉnh. Nhận diện rõ thực tế này nên từ hơn 10 năm trước, các cấp các ngành đã có quy hoạch nhà ở xã hội tại thành phố Vũng Tàu. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 4 khu nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động đầu tư từ doanh nghiệp. Những dự án này từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cũng là tạo động lực cho lực lượng cán bộ, công chức viên chức, nhà nước, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang yên tâm cống hiến, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Nằm trên con phố Lý Thường Kiệt, một trong những trục đường nội ô thành phố Vũng Tàu, chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt là nơi sinh sống ổn định hơn 10 năm qua của nhiều hộ thu nhập thấp. Quanh chung cư có đủ các tiện ích như trường học, chợ. Bên trong chung cư có bãi xe, khu sinh hoạt cộng đồng. Nếu không có dự án nhà ở xã hội này, một mái nhà khang trang với nhiều người là ước mơ xa vời. Lúc đó lại con nhỏ, vợ thì làm việc cũng gọi là không thường xuyên liên tục, chỉ có một mình thôi. Cho nên nói chung là cái việc mà đi thuê nhà thì rất vất vả. Đó. Sau này mà khi có cái chủ trương của nhà nước là cho ở cái khu gọi là hộ có thu nhập thấp ấy, sau khi về thì cuộc sống nó sẽ khá hơn, nó vui vẻ, an ninh cuộc sống thì nó cũng tốt hơn. Thế rồi là nói như các cụ nói rồi, tức là an cư mới lạc nghiệp. Thế sau khi mà được ở về những chỗ như thế này thì nói chung là cuộc sống gia đình nó cũng có khác hơn, ổn định hơn, công việc thì là nó cũng tốt hơn. Chung cư Lý Thường Kiệt có trên 70 căn hộ với diện tích gần 70m² một căn, được xây dựng bằng nguồn ngân sách địa phương. Những hộ mua căn hộ tại chung cư mỗi tháng trả góp hơn 1 triệu đồng liên tục trong 20 năm. Cũng là một cán bộ công nhân viên của bên ngành hàng hải. Về cán bộ công nhân viên, mình thấy trong làm trong các đơn vị hành chính thực sự bây giờ đang rất thiếu nhà, những cái nhà như thế này, những cái công trình như vậy. Gần như đa phần mọi người phải bỏ ra số tiền rất lớn để đi thuê nhà ở ngoài. Mà kể ra được, nhân được, rộng được cái mô hình này để mà đáp ứng cho cái nhu cầu của cán bộ công nhân viên trẻ thì rất tốt. Bên cạnh các dự án nhà ở xã hội do địa phương đầu tư, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu còn có những dự án nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư trên tinh thần vì cộng đồng, như chung cư Conrad Tower trên đường Nguyễn An Ninh. Chung cư này có 8 tầng, trong đó 3 tầng dưới làm bãi đậu xe, không gian sinh hoạt cộng đồng. 5 tầng trên là căn hộ của các gia đình. Đây là nơi đã hiện thực hóa ước mơ an cư cho những gia đình lao động nghèo ngoại tỉnh đến Vũng Tàu làm việc, từng nhiều năm phải lang thang khắp các nhà trọ. Người ta gọi là an cư lập nghiệp, nếu mà ổn định về cuộc sống mình sẽ đóng góp rất chi là nhiều cho doanh nghiệp và địa phương. Hiện nay thành phố Vũng Tàu có 4 dự án nhà ở xã hội đang được sử dụng với 655 căn. Trong đó, 3 dự án được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa. Thực hiện quy hoạch của thành phố Vũng Tàu, các dự án nhà ở xã hội đều tọa lạc ở những trục đường chính, thuận tiện cho mọi sinh hoạt, kinh tế, văn hóa xã hội. Tăng cơ hội tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản phù hợp với khả năng chi trả của người dân là một trong những mục tiêu định hướng quan trọng của Nghị quyết 05 của Đảng bộ tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên tinh thần đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố Vũng Tàu tiếp tục phát triển thêm 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 10,6 ha. Những dự án nhà ở xã hội cùng với ngày càng nhiều mái ấm dung dị nhân lên, càng góp phần xây dựng phát triển thành phố Vũng Tàu xinh đẹp, hạnh phúc và giàu tình người, thành phố nghĩa tình.